Các bạn ơi, đây là thành phẩm của món su su xào với thịt thăn chuột của mình và món canh thịt thăn chuột ạ. Đây là những món ăn đơn giản nhưng mà rất là phù hợp với bữa cơm gia đình nhé. Các bạn cùng thực hiện với mình nhé. Hôm nay mình sẽ làm cái món là cái video về món su su này. Đây là cái ngọn su su này và cái quả su su ạ. Vì ngọn mình ngắt ngoài vườn nhưng nó không đủ để xào, cho nên mình cho thêm ít quả su su, mình cắt miếng này và mình ngâm với nước vo gạo để cho nó vừa sạch và nó hết cái nhựa su su ra nhé. Về su su có rất là nhiều nhựa, su su mình non mình vừa mới ngắt ngoài vườn vào ấy, nên nó nhựa nó rất là nhiều ấy. Ngâm một lúc khoảng 10 phút, sau đó mình rửa thật sạch lại nhiều lần với nước lọc nhé. Còn tiếp theo là thịt. Hôm nay mình muốn xào su su với một ít thịt cho nó ngon ấy. Đây là thịt này, là cái phần thịt này gọi là thân chuột của con lợn. Thịt này nó rất là mềm và ngọt ạ. Và thêm ít tỏi nữa để xào cùng với su su và thịt cho nó thơm ấy. Bây giờ mình sẽ thái thịt nhé. Và đợi su su xong mình ngâm một lúc, xong mình sẽ rửa su su sau. Thái một ít thịt nhé. Thái thật mỏng cho mình để xào nó nhanh chín. Và các bạn có thể ướp luôn gia vị khi với cái thịt này để khi mình xào nó ngấm gia vị. Các bạn cũng không cần phải lấy hết chỗ thịt này, mình chỉ xào một ít thôi, xào 1/3 chỗ thịt này thôi, xào để cho nó lẫn cho nó ngon và nó đẹp mắt thôi ấy. Chứ không cần phải xào hết. Còn mình sẽ xào riêng mình ăn, còn hoặc là nhúng, nhúng nó cũng rất là ngọt đấy. Đun sôi nước lên các bạn nhúng ấy, thành một bát canh ấy, nó cũng rất là ngọt đấy. Thịt thăn này nó mềm ấy, nên khi nhúng cũng rất là ngon đấy. Mình cứ ướp hết, sau đó mình bớt lại một ít để mình làm thịt nhúng. Còn 1/3 mình xào với rau, xào cho nó đẹp và nó ngon đâu, chứ không cần xào nhiều nhé. Xào nhiều thì nó ăn nó sẽ không ngon lắm đâu, cái thịt nó sẽ hơi bã, nó sẽ không ngon ấy. Xào thêm cho nó thêm màu sắc để cho món thịt và món rau của chúng ta nó hấp dẫn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ ướp gia vị nhé và đập tỏi. Bây giờ mình xong rồi, bây giờ mình chỉ ướp thịt là được. Vì mình hay ăn mặn ấy, cho nên mình sẽ ướp một chút muối nhé. Còn nếu các bạn nào không thích thì các bạn chỉ ướp hạt lê với cả bột ngọt thôi nhé. Đây mình hơi ăn đậm một chút hạt lê một thìa này, và bột ngọt 1/3 thìa cà phê. Ướp khoảng 15 đến 20 phút là được. Con tỏi thì tí nữa mà các bạn dùng để phi thơm thế nhé, để mình xào nhé. Tùy theo các bạn ăn nhiều tỏi đến đâu mà các bạn cho cái lượng tỏi vào ấy. Bây giờ mình ra rửa rau để ráo nước thì mình phi tỏi để mình xào dần nhé. Đấy. Thì lúc đấy cái thịt của chúng ta nó ngấm gia vị ấy. Ướp được này thì thịt nó rất là ngấm gia vị, nó sẽ ngon hơn rất là nhiều ấy. Sau khi rau mình cũng làm sạch rồi và để ráo nước này, bây giờ mình sẽ tiến hành đi xào nhé. Các bạn cho dầu ăn vào chảo. Cho tỏi chi thật thơm nhé. Xanh hơn để nó
thịt thì nó đặn rồi nhưng mà cũng phải cho vào rau, phải cho rau vào đặn. Xào để cho cái nước này nó tạm bớt và rau nó mềm là được. Cứ cho lửa to này để đảm bảo rau nó sẽ không bị vàng. Và mình cho gia vị vào rồi cho nên rau nó sẽ giữ được cái độ xanh ấy. Nước nó cạn thì rau nó cũng sẽ chín ấy. Nên các bạn nhớ để ráo nước để chỉ còn một chút nước ở chả này thôi để nó đủ để làm chín rau. Và thịt mình cũng không rang kỹ, mình chỉ đảo qua thôi để cho thịt nó chín, rau nó cũng chín ấy, để thịt không bị khô quá. Các bạn thấy không? Khi mà thịt chín này, rau cũng chín tới này, nhìn rất là hấp dẫn, nó giữ được cái độ xanh ấy. Mà cái nước nó không hề còn, cho nên gia vị nó sẽ ngấm hết vào rau và các bạn không cần phải cho thêm gì nữa nhé. Rồi là xong món rau xào này, mình sẽ chuyển sang mình nấu ngay cái bát canh thịt với hành, cái phần thịt còn lại ấy. Và mình sẽ có hai cái món ngon từ thịt hầm nhé. Rồi xong rồi đấy, su su xào thịt hầm chuột. Bắt một nồi nước lên đun thật sôi, mình cho thịt vào mình nấu. Đấy, rau rất là xanh và ngon ạ. Đợi nước sôi thì mình múc rau ra luôn. Để làm đơn giản, mình sẽ có hai cái phần thân chuột nó rất là ngọt đấy, nhưng khi các bạn nấu được như này ấy, thì ăn nó sẽ ngon hơn rất là nhiều ấy. Bây giờ mình sẽ đi làm cái bát canh nhé. Các bạn đợi nước nó thật sôi lên như này, các bạn thả thịt vào cho mình đun thịt sôi trở lại từ 2 đến 3 phút rồi mình cho hành lá vào là được. Thịt đã ướp gia vị á, và nên ấy, cái thịt của chúng ta nó sẽ ra cái bọt này, và thịt này mình đã không trần đấy, và thịt này mình nói thật là mình đã để qua tủ lạnh rồi, cho nên cái bọt nó ra càng nhiều hơn. Nghĩa là mua từ sáng về ấy, mình để trong ngăn đá tủ lạnh ấy, đến chiều nó gần đông rồi mình mới bỏ ra mình thái, ướt ướt cái bọt đi nhé. Bây giờ khi mà vớt bớt cái bọt đi rồi á, nó gần như không còn bọt nữa, thì các bạn nếm lại gia vị cho mình, bổ cho mình hành lá vào. Mình hay ăn canh với một chút nước mắm, mình sẽ cho một chút xíu nước mắm vào để cho nó thơm hơn, nó ngọt hơn.
cho hành lá vào mình. Và mình sẽ có hai cái món ngon từ thịt xăm chuột. Bạn nào thích ăn thịt luộc hay là thịt trần như này thì hãy làm nhé. Còn bạn nào mà không thích ấy, thì các bạn sẽ xào lên nhé. Mình thì mình thích ăn cái canh như này thì mình nấu. Còn nhiều bạn thì không thích ăn kiểu này, các bạn xào thịt lên cũng được nhé. Các bạn phi thơm củ hành tím ấy, cho các bạn cho cái phần thịt đã ướp này vào xào ấy. Đây là hai cái món ngon từ thịt thăn chuột của mình nhé. Các bạn nhìn cái nồi canh bát canh này thì nó nhìn rất là ngon và ngọt và đặc biệt là mát. Nước dùng rất là mặn, ngọt, thịt thì mềm và ngấm gia vị. Và cái đĩa su su này cũng nhìn cảm quan ấy, các bạn thấy ngon và óng đúng không ạ? Và giờ mình sẽ đi thưởng thức, mình sẽ có một bữa cơm gia đình vừa ngon vừa đơn giản ấy. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.